Kênh Quay Làng Thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay kênh Quay Làng Thơ mình sẽ chia sẻ là cái cách đó mà mình kích kỳ. Đó, mình kích kỳ mình nhân giống nha. Đó. Thì những cái cách này mình dành cho các chú anh chị mới tập chơi. Đó, những cái cách đơn giản nhất mà cái hiệu quả nó cũng đạt là cao nhất. Đó, dành cho các chú anh chị mới tập chơi. Thì bữa nay mình xuống cái cây bông hồng này. Cây hồng mắt xước. Đó, mình xuống cây hồng mắt xước này mình sẽ làm cho các chú anh chị mình xem luôn. Đó, thì hiện tại bây giờ nó đã xuống hết lá rồi các chú. Hiện tại bây giờ nó đã xuống hết lá rồi. Đó. Thì đối với những cái cây nó xuống hết lá như vậy á thì mình cắt nó ra. Mình cắt nó ra thì mình chừa từ ở dưới chỗ mí gốc này nè. Đó, mình chừa từ ở dưới mí gốc này nè. Lên là nếu như các chú mình muốn nhân giống nhiều mình chừa ít nhất thì cũng phải tầm 20 đến 25 cm. Đó, nhưng mà để an toàn thì các chú là chừa 25 cm đi. Tặng miếng treo cho nó nuôi cái mầm gốc này. Đó là cái cách mình cắt thân này á, thì nó sẽ làm luôn cái mầm gốc. Các chú cắt cái thân này mầm gốc nó sẽ bật liền. Đó. Các chú cắt cái thân đi thì mầm gốc nó sẽ tự động nó bật cái mầm gốc luôn cho các chú anh chị mình khỏi làm mầm gốc. Đó là cái cách đó mình làm mầm gốc tự nhiên luôn đó. Đó. Thì bây giờ đó thì cái bước đầu tiên mình chuẩn bị cây dao lam. Thứ hai là một cái chai cồn, cồn này là cồn 70 độ. Thì cái cồn này nó lâu khô. Lâu khô thì nó mới diệt được vi khuẩn, còn 90 độ thì nó mau khô lắm. Các chú là thấm vô là nó bay đi thì nó không có diệt được cái con vi khuẩn liền đâu. Đó, cũng như là thí dụ là cái thân chúng ta mà bị những cái côn trùng chích đốt đó, mình dùng cồn 70 độ này mình sát khuẩn cho nó vẫn được luôn. Thì mình sẽ thấm nó cho nó ướt vào. Đó, mình sát khuẩn nó đi. Những cái bước này rất là quan trọng nha các chú, không là nó bị thối á, bị thối. Bây giờ mình cắt xuống đi rồi mình sẽ chia sẻ thêm cho các chú anh chị mình. Trước khi cắt cái thân xuống thì mình cũng cho các chú anh chị mình xem cái mặt hoa luôn, cái hồng mắt xước. Đó. Hồng mắt xước thì cái này là nó là bông bói rồi. Đó. Tuy nhiên cái khuôn bông nó mới ra bông bói mà nó đẹp gì nè các chú. Đó, cái này nó hơi bị tối. Cái này mình quay ở cái phía trong này nó hơi bị tối nha các chú. Chứ ngoài là nó là hồng hồng đậm cực kỳ luôn, mũi hồng luôn. Đó. Thì trước khi mình làm cái trước khi mình cắt xuống mình làm cho các chú anh chị xem thì mình cũng cho các chú anh chị xem một cái video. Đó, cái video thì hồi năm rồi mình có bán cho các cô chú anh chị mình đó, một số cái kỳ là mắt đỏ Hòa Bình đó, mắt đỏ Hòa Bình. Tuy nhiên hồi năm rồi là nó chưa có mặt hoa đó, nó chưa có mặt hoa mà mình bán là dưới dạng là hoa sổ số cho các chú anh chị mình đó. Thì năm nay mà có một cái vị khách hàng là ở dưới mình có bán về một cái mình cũng có bán xuống dưới Cà Mau, đó là cái cây mắt đỏ Hòa Bình đó, hoa sổ số đó. Thì mình có bán gì dưới Cà Mau các chú. Thì hiện tại năm nay thì khách hàng của mình đó là nó nuôi đạt, bây giờ nó sổ ra cái mặt bông mà khách hàng mình gửi lại cho mình xem. Thì hôm nay mình sẽ cho các chú anh chị mình xem lại luôn cái video này luôn. Đó là cái mặt bông là chuẩn mắt đỏ Hòa Bình luôn nha các chú, rất là đẹp. Đây, khách hàng với Cà Mau là lấy ra bông bói nè các chú, bay 24 giờ luôn, bay 24 giờ luôn. Đó, đây là cái mặt bông là những cái kỳ mắt đỏ Hòa Bình hồi năm rồi mình bán hoa sổ số cho các chú anh chị mình xem đó. Năm nay thì khách của mình ở dưới Cà Mau đó là họ nuôi cái kỳ này nè. Cái mầm gốc này nó lên nó đạt nè, bây giờ nó cho bông bói nè, là chuẩn mắt đỏ Hòa Bình nha các chú. Cực kỳ đẹp.
thì mình bán hàng vậy đó các chú, thì cái nào chuẩn thì mình nói chuẩn, còn cái nào mình không biết thì mình bán xổ số. Tuy nhiên thì cái xuất xác của nó là nó cũng chuẩn như vậy, cho nên mình thấy mới khẳng định là một cái tên đó. Giờ mình sẽ xuống cái cây hồng mắt xước này ra. Sau khi mình cắt thân xong đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các chú anh chị mình làm thế nào để nó nhanh, nó bật mầm đồng loạt. Cái này đúng ra mình cắt sớm thì tại vì nó có hoa, cho nên mình muốn để cho nó biết mặt hoa, cho nên mình để gì nó xuống hết lá luôn. Bây giờ mình sẽ cắt cho nó, mình chừa lại tầm có khoảng 35 cm luôn. Mình cho cái này mình cố định đây luôn, mình sẽ cắt ngang đây. Đó. Đó. Mình sẽ cắt nó xuống. Thì mình sẽ cắt hai mắt, hai cái mắt nằm khoảng giữa này. Đó, hai cái mắt nằm khoảng giữa này thì mình sẽ cắt hai cái mắt này là cho cái cho một cái bác ở Hải Phòng nha, bác Tú Hải Phòng nè. Đó, mình sẽ cắt hai mắt cho bác nha. Đó, bây giờ mình chia sẻ với đi chút xíu mình sẽ cắt sao, mình sẽ cắt mình lựa những cái mắt nào đẹp nhất cho bác nha. À, nó sẽ bự như vậy luôn nè. Rồi, bác an tâm nha. Thì sau khi chúng ta cắt gì nè các chú, chúng ta cứ việc treo nó lên hoặc để dưới vàng á, tầm cỡ khoảng 2 ngày cho nó khô ráo đi, rồi cái đầu các chú mình á, các chú mình cứ nếu mà cái thân của mình mà nó còn lá thì các chú mình cứ để chừng nào cho nó xuống lá tự nhiên, nó xuống hết lá đó, nó xuống hết lá tự nhiên rồi mình mới bóc cái vỏ này ra nè, nó bóc cho nó lòi cái mắt ngủ này ra đi đó, lòi cái mắt ngủ này ra. Đó. Rồi chúng ta cứ việc treo ở chỗ mát á, chúng ta cứ việc treo ở chỗ mát. Đó, chúng ta bóc hết cái vỏ lụa này ra đi. Đó, cho nó lộ cái mắt ngủ này ra nè. Đó, cho nó lộ cái mắt ngủ này ra. Rồi cái bước tiếp theo là chúng ta phải làm gì. Đó, để cho nó ra cái kia đồng loạt thì ở đây thì mình dùng thứ nhất á, là mình dùng cái Amigen là cái thằng này thì nó đánh thức mắt ngủ các chú. Đó. Đánh thức mắt ngủ bật mầm nè, bật mầm là bung rễ luôn. Đó, dùng Amigen này các chú pha cho mình là 1cc 1 lít nước. Đó, 1cc 1 lít nước, 3 ngày các chú phun cho nó một lần. Các chú phun tầm có khoảng 3 lần, các chú ngưng thì tự động nó những cái mắt ngủ này nó sẽ bung hết. Đó, nó sưng cái mắt lên thì chúng ta sẽ cắt ra chúng ta bôi keo liền sẹo hai đầu. Đó, bôi keo liền sẹo hai đầu xong là các chú mình đó là bôi keo liền sẹo hai đầu xong rồi các chú mình cứ đặt lên chậu luôn. Đó, làm giá thể đặt lên chậu. Đó. Cái giá thể mình làm thì rất là đơn giản luôn chứ không có gì đâu cầu kỳ, thì các chú thì cái chậu đó các chú mình á, cái để dưới lớp xốp rồi một lớp vỏ thông to, sau đó vỏ thông nhuyễn, rồi mình để một lớp ghiêu, mình đặt cái kia lên vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Ở đây thì mình làm hồi đó giờ mình làm vậy đó, đó là bước thứ nhất. Còn cái bước thứ hai là các chú cắt ra cũng để cho nó trong tầm có khoảng 2 ngày cho nó khô ráo, rồi các chú cũng có thể là cắt khúc nó ra luôn đó, cắt khúc nó ra. Đối với những cái thằng mà nó bé, cái thằng mà nó nhỏ thì các chú mình á cắt mình lấy hai mắt, một khúc hai mắt vậy đó. Còn những cái thằng to gì thì có cái chú mình có thể muốn nhiều giống thì các chú mình cắt ra từ mắt vẫn được bình thường hết. Rồi xong các chú mình là dùng cái kiwi này, cái loại này thì các chú mình nên là dễ mua lắm, chỗ vật tư Hoa Lan nào cũng có đó, kiwi xanh đó, cái kiwi xanh này nè các chú là pha cho mình đó là 5cc các chú hòa với 1 lít nước sạch, các
các chú bỏ những cái khúc các chú cắt vô các chú ngâm. Đó, các chú ngâm là tầm cho mình tối đa là 5 phút của lại. Rồi mình vớt ra là mình đặt lên chậu luôn. Thì tự động những cái mắt này nè nó sẽ bung mầm hết, hoặc là cháu các chú mà không có thời gian mà để chưa có cái số lượng nhiều á, cái số lượng nhiều mình chưa có thời gian để mình đặt lên chậu á, thì các chú có thể mình bỏ vô một cái gỗ. Thì cái gỗ đó có thể là mình để ở dưới một lớp rêu. Hoặc là nếu mà nhiều quá sợ mình để chồng lên nó thối á, thì mình bỏ những cái khúc này là vô trong cái gỗ, và cái rêu mình để ở phía dưới, mình đặt cái gỗ lên trên. Đó, làm cho nó có cái độ ẩm. Đó. Thì tự động những cái mắt ngủ này nè nó sẽ bung mầm hết. Đó. Thì ở đây cái này là thì mình dùng một là Amigen, hai là cái thằng chi di xanh này là cái hiệu quả cao nhất, là nó sẽ bung hết. Đó. Còn cái cách thứ ba nữa là cái cách ôm kỳ tự nhiên. Ôm kỳ tự nhiên thì các chú cũng phải để cho nó khô ráo cái thân khi cắt xuống, hoặc là còn lá cũng phải cắt xuống treo nó cho nào nó rụng hết lá rồi mình mới cắt khúc này ra. Thì cái cách cắt khúc cũng như nãy mình chỉ mình thôi, thì cái thân nhỏ thì phải hai đốt thì nó an toàn, còn cái thân lớn gì mình cắt có thể là một đốt. Đó. Rồi các chú cứ để vô trong chỗ mát, chỗ nào tối á các chú cứ để đi, thì tầm cỡ khoảng ăn Tết xong các chú đem ra. Đó, cắt ra rồi các chú để khô ráo, nhớ bôi keo lì xẹo nha. Đó, ăn Tết xong các chú đem ra, các chú đặt lên chậu, rồi mình cứ giữ ẩm cho nó về chỗ mát nha, chỗ thoáng mát. Đó, chỗ thoáng mát mà cũng phải có cái ánh sáng, chứ không phải là không có ánh sáng. Đặt lên chậu là phải có ánh sáng. Đó, ánh sáng chứ không phải lạnh nắng nha, các chú cho nắng dội hoài giết nó teo đi chết luôn. Đó, thì tự động các chú giữ ẩm thì tự động những cái mắt này nó sẽ bung mầm. Tuy nhiên cái cách này thì nó không có bung đồng loạt. Đó, cái cách ôm tự nhiên mình cắt ra, mình ôm tự nhiên vậy thì nó không ra đồng loạt nghe các chú. Đó, có thằng gà, có mắt nó ra trước, có mắt nó ra sau. Đó, có mắt thì nó ra sau thì nó sẽ ngắn, nó nói chung là nó không có đồng loạt đó, vậy thôi. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ mình chia sẻ cho các chú anh chị mình những cái cách mình kích kỳ nhân giống đó, cho những cái loại lan thân hồng đó. Các chú anh chị mình yêu mến kênh Hoa Lan Thơ, hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.